Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại cuối nhà thờ giáo phận Bù Chu, một ngôi nhà thờ giáo phận mẹ đang xây dựng. Quý vị thấy công trình nhà thờ giáo phận đang xây dựng rất là to và lớn. Đây là cái phần cuối nhà thờ quý vị nhé, mình đang đứng ở cuối nhà thờ. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021 thì cập nhật những hình ảnh cho các bạn xem nhà thờ giáo phận Bù Chu rất là lớn luôn. Đây là cái linh đài Đức Mẹ La Vang ở cuối nhà thờ này. Hiện tại thì đang là giờ trưa nên các bác thợ đã nghỉ trưa. Hiện tại người ta đang rào, người ta không cho vào đâu quý vị ạ. Rất là kỹ, mình chỉ quay được bên ngoài chia sẻ cho mọi người thôi. Đây thì sẽ zoom ra cho các bạn xem mà. Xây dựng cũng là khá là cao rồi quý vị. Phần móng là đã xong hết rồi nhé. Người ta đang xây hai bên tường. Cái phần đầu nhà thờ thì người ta đã xây cũng khá là cao rồi. Người ta đang tập trung vào xây khu vực cuối nhà thờ và tháp chuông quý vị. Đây quý vị, tháp chuông người ta đang xây này. Đây hai cái tháp chuông hai bên quý vị này. Để sẽ zoom gần cho quý vị xem. Thời tiết bây giờ rất là nắng. Rơi vào khoảng 30 độ C quý vị ạ. Đang vào lúc 12 giờ trưa. Nếu mà xây từ dưới tường lên cũng phải được tới 3-4 mét rồi quý vị ạ. Đó, quý vị thấy cột bê tông. Nhà thờ bên trong toàn bộ bằng gỗ quý vị nhé. Người ta đang xây bên cạnh bức tường bên ngoài. Quý vị thấy những hàng rào hàng tôn người ta chắn đây, không mình không quay được bên trong này. Mình sẽ cố gắng mình đứng cao cao mình sẽ cho các bạn xem. Đó, quý vị thấy. Đây là người ta đang xây cái chỗ tường quý vị nhá. Tí nữa mình đi sang bên hông mình quay cho các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ xuống bên dưới, mình đi lên khu vực đầu thờ nhé. Đây là gạch với lại đá cát người ta để hết ở bên ngoài này. Hiện tại ngày hôm qua có mưa to nên là ở đây vẫn còn ngập nước. Đây, đá. Mình sẽ sang cái bên hông này quay ở bên tường cho các bạn xem. Tiếc quá là không vào được bên trong. Vào được thì chia sẻ cho mọi người để mọi người tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận Bù Chu sớm hoàn thành ngôi thánh đường giáo phận mẹ, nhà thờ chính tòa quý vị nhé. Đây mình đứng đây quay bên tường, quý vị thấy xây rất là cao, cũng được 3 đến 4 mét này quý vị ạ. Đây là cái phần cổng tháp chuông quý vị này. Hai bên hai tháp chuông. Mình tiếp tục tiến lên khu vực đầu này qua cho mọi người xem này.
gì ạ? Con gì nhá? Không vào bên trong được quay ra mọi người xem tiếp. Chỉ đứng ở đây thôi. Không vào được bên trong ở gì? Thì con là gì nhá? Gì ăn cơm chưa? Dạ, thử xây nhanh thật đấy. Cách đây có nửa tháng là sang xây thấp thấp rồi mà. Đây đã xây cuối rồi. Rất là đẹp. Còn khu đây là cái nhà Dục Anh nhé, nhà Dục Anh Bù Chu. Quý khách đến với quầy hàng, đây là quầy hàng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em tại cô nhi viện Thánh An. Rất là ấy. Đây là cái quầy hàng lúc trưa các gì đóng cửa, các gì nghỉ quý vị ạ. Nên là không vào tham quan được. Đó, quý vị thấy nhà thờ tiếc quá. Đã vào được bên trong chia sẻ cho quý vị thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà quý vị nhìn đây cũng hình dung được nhà thờ giáo phận Bù Chu đang xây dựng đến đâu rồi. Và từ dưới nền nhà thờ lên nó được khoảng 3 đến 4 mét rồi. Và tiếp tục đang xây hai cái tháp chuông, hai cái cuối nhà thờ. Mình sẽ tiến ra ngoài cổng này, quay cho mọi người xem. Bên đằng sau đài Đức Mẹ La Vang đây là xưởng gỗ đang làm cái phần gỗ cột nhà thờ cũng như là kèo xà rồi tất cả mọi cái làm ở bên trong cửa. Đây mình ra bên cổng. Đây là lối vào chính, các xe vật liệu ta vào đây. Đứng ở ngoài cổng quý vị nhé, không vào gần được. Đây là cái mô hình nhà thờ này. Xây cũng giống như nhà thờ cũ quý vị ạ. Đây là phối cảnh nhà thờ chính tòa Bù Chu này. Phối cảnh lòng nhà thờ chính tòa giáo phận Bù Chu này. Thiết kế này, kỹ thuật du xe Hoàng Trọng Tấn. Đây là phối cảnh mặt tiền nhà thờ giáo phận Bù Chu. Xây giống như nhà thờ cũ, bức tượng.
Đây là con đường chính dẫn vào nhà thờ chính tòa. Gạch người ta để đây rất là nhiều. Đây là cái cổng nó lớn để các xe tải lớn chở vật liệu người ta vào bên trong. Đứng đây thì quý vị chỉ xem sơ sơ thôi, khu vực cuối thôi chứ còn không có bao quát hết được cái khu vực đầu thờ được. Xây rất là đều quý vị ạ. Đây là khu vực cuối thờ tháp chuông quý vị nhé. Đó, vậy mình cũng chia sẻ một số hình ảnh công tác xây dựng nhà thờ của giáo phận Bù Chu, nhà thờ giáo phận. Công việc cũng đang một cách rất là tốt đẹp. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận sớm hoàn thành ngôi thánh đường nhà thờ chính tòa quý vị nhé.